Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trình bày lời giải bài tập 3.55, trang 76, sách giáo khoa toán 6 tập 1, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài hỏi chúng ta như sau: có hay không hai số nguyên A và B mà hiệu của A trừ B, A nhỏ lớn hơn cả A hoặc và B, và B nhỏ là lớn hơn A nhưng nhỏ hơn B. Trong mỗi trường hợp, hãy cho ví dụ minh họa bằng số. Vậy bây giờ để giải bài tập này thì cô sẽ lấy luôn ví dụ minh họa để chúng ta hình dung ra, và từ đó chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi là có hay không, đúng không ạ? Bây giờ với ý A. Bây giờ cô sẽ lấy A bằng 3 và cô chọn B bằng -6. Đấy, thì ở đây cô chọn một số nguyên dương này và một số nguyên âm này. Đấy, thì khi đó ta có này, A trừ B sẽ bằng 3 trừ -6 và sẽ bằng 9, đúng không ạ? Vậy thì các em có thể nhận thấy ngay là kết quả của A trừ B là bằng 9. Rõ ràng là lớn hơn A và cũng rõ ràng là lớn hơn cả B, đúng không ạ? Như vậy là có tồn tại hai số nguyên A và B mà hiệu A trừ B lớn hơn cả A và B, đúng không? Vậy từ đây chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi A. Suy ra này, có tồn tại hai số nguyên A và B mà A trừ B lớn hơn cả A và B. Đấy, thì cách lấy ví dụ là các em chỉ cần lấy số A dương và số B thì sẽ là một số âm. Đấy, thì chúng ta sẽ luôn luôn có kết quả như vậy. Đấy, tương tự thì cô sẽ trình bày lời giải cho ý B. Ở đây là chúng ta sẽ phải đi tìm hai số sao cho hiệu của chúng lớn hơn A nhưng nhỏ hơn B, đúng không? Tương tự như vậy cho ý B, bây giờ cô sẽ lấy ví dụ này. Bây giờ cô sẽ chọn A bằng -7 và cô chọn B bằng -1, thì khi đó cô sẽ có được hiệu này của A trừ B sẽ bằng -7 trừ -1 là bằng -6, đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng -6 thì rõ ràng là lớn hơn A, đúng không ạ? Là lớn hơn -7, nhưng -6 thì không lớn hơn B. Đấy, -6 thì không thể lớn hơn -1 được. Đấy, như vậy là chúng ta cũng trả lời được cho câu hỏi B là cũng có tồn tại hai số nguyên A và B mà A trừ B lớn hơn A, lớn hơn A nhưng nhỏ hơn B, nhưng nhỏ hơn B, đúng chưa? Đấy, đây là một ví dụ điển hình cho câu B này. Rồi, vậy là cô và các em vừa hoàn thành xong lời giải cho bài 3.55. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em môn tập tốt.